Như các bạn đã biết, main là thành phần quan trọng nhất. Main có thể coi là thành phần quan trọng nhất của máy tính bởi vì nó có nhiệm vụ liên kết tất cả các thành phần khác, các phụ kiện khác của máy tính lại thành một cây máy tính hoàn thiện. Vì vậy, khi chọn main, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu một số thông số như sau. Thứ nhất, đấy là main sử dụng chipset gì và hỗ trợ các loại CPU, tức là bộ vi xử lý nào. Thì việc này rất đơn giản, các bạn có thể đọc tên main. Tên main thông thường sẽ được in ở phía chân RAM hoặc là phía các khe PCI Express. Ví dụ ở đây, tôi có tên main P8H61M. Sau đó, nếu cần tìm hiểu thêm thông tin về main, các bạn có thể tìm ở trên máy tính bằng từ khóa P8H61M này và vào chính trang chủ của hãng sản xuất main. Ví dụ như ở đây, hãng sản xuất là hãng Asus. Như tôi đã nói lúc nãy, sau khi biết tên main, chúng ta có thể tìm thông tin của main ở trên mạng từ chính nhà sản xuất.